ôm kính lễ lục độ mẫu bản tôn, chí thành đỉnh lễ quy y, ta ra Phật mẫu dũng uy phi thường, tốt ta ra đại lực cường, bao nhiêu sợ hãi ngài thương giải trừ, âm tu rê nghĩa thắng dư, mọi điều sở nguyện ban cho toại thành. Sô ha hai chữ diệu linh, con nay đỉnh lễ rạp mình tán dương. Om dare du dare du re so ha, Om dare du dare du re so. Trong hư không phía trước bạn là Đức Phật Quan Âm Lục Độ Mẫu Tara, hiện thân của tất cả những năng lực tích cực, công hạnh giác ngộ của chư Phật. Thân Đức Phật Quan Âm Lục Độ Mẫu Tara có sắc xanh lục, gợi lên sự chữa lành mát mẻ của rừng thuốc quý và tỏa chiếu ánh hào quang rực rỡ. Chân trái của ngài co lên, nêu biểu sự kiểm soát hoàn toàn những năng lượng ái dục. Chân phải của ngài duỗi ra, nêu biểu ngài đã sẵn sàng bước xuống cõi luân hồi để cứu giúp tất cả chúng sinh. Tay trái của ngài đặt trước luân xa tim trong thế ấn tam bảo. Lòng bàn tay của ngài hướng ra ngoài, ngón cái và ngón đeo nhẫn chạm vào nhau và ba ngón khác dựng thẳng. Ngón cái và ngón áp út chạm nhau, nêu biểu chúng ta có thể hợp nhất lòng từ bi hỷ lạc và trí tuệ tính không. Tay phải của ngài đặt trên đầu gối phải trong thế thí nguyện ấn, ban gia trì sự chứng ngộ siêu việt. Lòng bàn tay của ngài hướng ra ngoài với những ngón tay hướng xuống một cách thoải mái. Trong mỗi tay ngài giữ một cành hoa sen xanh, nêu biểu kinh mạch trung ương được thông suốt. Khuôn mặt Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara đẹp rạng người, ngài mỉm cười trìu mến với bạn. Ngài vận tơ lụa thiên y và trang hoàng bảo báu ngọc quý. Bạn hãy tập trung một chút vào sự quán tưởng như trên, với tâm rộng mở để đón nhận năng lượng của lòng từ bi vô tận của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara. Om dare du dare du re so ha.